những ca sĩ vướng lùm xùm hát chùa quên xin phép chính chủ. Văn Mai Hương gây ồn ào khi hát nhạc Lady Gaga. Uyên Linh kỳ cựu vẫn bị gọi tên. Uyên Linh. Uyên Linh là một trong những gương mặt gạo cội của làng nhạc V-pop. Cô nàng sở hữu giọng hát đầy nội lực, dạt dào cảm xúc và gây sốt với nhiều ca khúc đình đám như Chờ Người Nơi Ấy, Giữa Đại Lộ Đông Tây, Người Hát Tình Ca. Dù đã có nhiều kinh nghiệm làm nghề nhưng nữ ca sĩ vẫn bị tréo tên trong lùm xùm bản quyền âm nhạc khi cover bản hit của ca sĩ khác mà chưa xin phép. Cụ thể, trong tiết mục biểu diễn giao lưu với fan, cô nàng đã thể hiện ca khúc Bên Trên Tầng Lầu của nhạc sĩ Tăng Duy Tân khi chưa được thông qua ý kiến từ phía chính chủ. Được biết, đây là ca khúc độc quyền, chưa ký hợp đồng biểu diễn với đơn vị âm nhạc nào, và phía Tăng Duy Tân cũng xác nhận ca sĩ Uyên Linh chưa xin phép trước khi biểu diễn. Phản hồi về vấn đề này, nữ ca sĩ cho biết đây chỉ là màn thể hiện ngẫu hứng khi khán giả yêu cầu và được thể hiện trong chương trình phi thương mại. Chia sẻ với truyền thông, đại diện Tăng Duy Tân cho biết các ca sĩ có thể thoải mái cover lại ca khúc này, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu như tôn trọng tác giả, không biểu diễn với mục đích thương mại và tuân thủ mọi nguyên tắc bản quyền theo quy định. Cô nàng cũng cho biết sẽ liên hệ với chính chủ của ca khúc Bên Trên Tầng Lầu để tránh gây hiểu lầm và xoa dịu dư luận. Đan Trường. Vào tháng 6 năm 2022, ca sĩ Đan Trường đã đăng đàn xin lỗi sau loạt ồn ào bản quyền vì hát ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi và Từng Yêu nhưng chưa xin phép. Theo đó, nam ca sĩ cho biết vì hai ca khúc rất hay nên muốn thể hiện lại. Anh đã cố gắng hát một cách chỉnh chu và nhận được khá nhiều lời khen của khán giả nhưng lại gây ra những ồn ào không đáng có. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến các bên cho gỡ bỏ hai ca khúc trên YouTube và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ: "Xin khẳng định Đan Trường rất tôn trọng các quyền của tác giả tác phẩm trong suốt thời gian làm nghề nên những ồn ào này làm Đan Trường thật sự rất buồn, bởi dù muốn hay không cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và những người xung quanh." Nam ca sĩ 7X thừa nhận thời gian đầu phát hành YouTube, sản phẩm cover được các fan rất yêu thích và yêu cầu mình hát nhiều. Vì vậy, anh đã hát mà chưa nói rõ ràng với ACB Entertainment và nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng, gây ra hiểu lầm không đáng có. Văn Mai Hương. Từng gây sốt khi cover hit Always Remember Us This Way của Lady Gaga, Văn Mai Hương gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì mang ca khúc biểu diễn với tần suất dày đặc dù chưa xin phép. Được biết đây là ca khúc mà Lady Gaga thể hiện trong bộ phim A Star Is Born và chưa từng hát live trên sân khấu. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả khi trình bày tại chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, nữ ca sĩ đã vô tình mang ca khúc đi biểu diễn khắp các phòng trà, sự kiện lớn nhỏ. Không những vậy, nữ ca sĩ còn cho ra lò phiên bản cover hoàn chỉnh trên trang YouTube, khiến người hâm mộ Lady Gaga lên tiếng chỉ trích. Sự việc gây ồn ào dư luận trong một thời gian dài, nhưng đến nay vẫn không có kết luận cụ thể từ các đơn vị. Sau hơn một năm lùm xùm, khi sự phẫn nộ của cộng đồng fan Lady Gaga chưa nguôi ngoai, cô nàng lại khiến dân mạng dậy sóng khi tiếp tục biểu diễn ca khúc này ở Nhật Bản. Nhiều người cho rằng có vẻ nữ ca sĩ rất thích ca khúc này, bất chấp mọi chỉ trích dư luận đã hát lại hit của Lady Gaga. Nam Em. Ngay khi tập trung cho cuộc thi nhan sắc, Nam Em dính phải lùm xùm hát chùa khi cover lại ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi do ca sĩ Tóc Tiên mua độc quyền. Cha đẻ của ca khúc là Kaidin bức xúc đăng tải trên trang cá nhân cho rằng người đẹp Tiền Giang đã tự ý sử dụng bài hát để biểu diễn, thậm chí còn đăng tải trên YouTube như sản phẩm cá nhân. Phía dưới bài đăng, nhiều ca sĩ nhạc sĩ có tiếng nói như Hứa Kim Tuyền, Bùi Công Nam, Trần Duy Khang cũng lên tiếng và cho rằng Nam Em đã nhiều lần cover nhạc mà không xin phép. Phía Nam Em chọn cách giữ im lặng giữa ồn ào và thường xuyên biểu diễn tại phòng trà sau cuộc thi sắc đẹp. Nhiều ca sĩ vô tư và thoải mái hát lại hit của đồng nghiệp sẽ không tránh khỏi những lùm xùm về bản quyền âm nhạc. Các ca sĩ khi cover lại ca khúc nào đó còn tìm hiểu kỹ lưỡng và xin phép tác giả trước khi biểu diễn để tránh tai tiếng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.